Xin chào tất cả các em học sinh. Đến với tiết học âm nhạc ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em học hai nội dung. Nội dung 1, giới thiệu một số hình nốt nhạc. Nội dung 2, bài đọc thêm Du Bá Nha, Trung Tử Kỳ. Bây giờ, chúng ta cùng bước vào nội dung bài học. Hoạt động 1, giới thiệu một số hình nốt nhạc. Trong các bài hát luôn có chỗ hát nhanh, hát chậm, có chỗ ngân dài, có chỗ ngân ngắn. Vì trong bài hát những chỗ đó dùng nốt nhạc có trường độ, tức là độ dài khác nhau. Trường độ của các nốt nhạc được biểu hiện bằng các loại hình nốt mà các em sẽ được làm quen sau đây. Đầu tiên là hình nốt trắng. Như các em thấy trên màn hình, hình nốt trắng có cấu tạo gồm thân nốt, hình bầu dục và đuôi nốt. Tiếp theo là hình nốt đen. Hình nốt đen tương tự hình nốt trắng nhưng thân nốt được tô đen. Kế tiếp là hình nốt móc đơn. Hình nốt móc đơn tương tự hình nốt đen nhưng thân nốt có thêm dấu móc hình vòng cung. Và cuối cùng là hình nốt móc kép. Hình nốt móc kép tương tự hình nốt móc đơn nhưng đuôi nốt có hai dấu móc hình vòng cung. Bây giờ, chúng ta cùng quan sát lại một lần nữa bốn hình nốt mà chúng ta vừa được học. Đầu tiên, hình nốt trắng có cấu tạo gồm thân nốt hình bầu dục và đuôi nốt. Hình nốt đen, thân nốt tô đen và đuôi nốt. Hình nốt móc đơn, thân nốt tô đen và đuôi nốt có hình dấu móc hình vòng cung. Hình nốt móc kép, thân nốt tô đen và đuôi nốt có hai dấu móc hình vòng cung. Trong bốn loại hình nốt chúng ta vừa mới được làm quen, trong đó nốt trắng có độ dài là dài nhất. Tiếp theo là hình nốt đen. Tiếp theo nữa là hình nốt móc đơn. Và cuối cùng là hình nốt móc kép. Trong âm nhạc, người ta quy định nốt trắng bằng hai nốt đen. Một nốt đen bằng hai nốt móc đơn. Một hình nốt móc đơn bằng hai hình nốt móc kép. Ví dụ, trong thời gian một người hát nốt trắng, người khác có thể hát được bốn nốt móc đơn và một người khác nữa có thể hát tám nốt móc kép. Vừa rồi, chúng ta đã học xong hoạt động 1, giới thiệu một số hình nốt nhạc. Bây giờ chúng ta chuyển qua hoạt động 2, bài đọc thêm Du Bá Nha, Trung Tử Kỳ.
Du Bá Nha, Trung Tử Kỳ, truyện cổ Trung Quốc. Du Bá Nha làm quan trong triều đình nước Tấn thời Xuân Thu, là một người chơi đàn nổi tiếng. Một lần, ông đi sứ đến nước Sở, khi qua Mã Am Sơn, xúc cảm trước cảnh đẹp hai bên bờ Trường Giang, liền dạo một bản đàn. Đang chơi, bỗng nhiên dây đàn đứt. Ông biết là có người nghe trộm. Ngày xưa, người ta coi âm nhạc là cái gì có vẻ rất thần bí. Nào là trước khi gảy đàn phải tắm gội, ăn chay, thắp hương yên tĩnh. Nào là khi chơi đàn chỉ được thưởng thức một mình. Nếu có người khác nghe trộm thì dây đàn sẽ đứt. Điều đó tất nhiên chỉ là sự tưởng tượng vô căn cứ. Bá Nha liền bước ra khỏi khoang thuyền, nhìn lên thấy một người tiều phu, tức là người đốn củi. Người đó chính là Trung Tử Kỳ, một người say mê và hiểu biết âm nhạc. Hai người chuyện trò bàn bạc về âm nhạc với nhau rất tâm đắc. Bá Nha gảy mấy bản đàn cho người bạn nghe. Tử Kỳ nghe đến đâu đều có lời bình luận đến đó, tỏ ra rất thông hiểu về âm nhạc. Bá Nha và Tử Kỳ đã kết thành đôi bạn thân. Một năm sau, Bá Nha theo lời hẹn đến chỗ cũ thăm Tử Kỳ, ngờ đâu Tử Kỳ đã mắc bệnh qua đời. Bá Nha vô cùng thương tiếc, đến viếng mộ và gảy lên những bản đàn mà lúc còn sống Tử Kỳ thích nghe. Không ngờ, lúc đó có một bác thuyền chài và một bác tiều phu đi tới, nói một cách chế giễu. Tiếng bật bông ở đâu thế nhỉ? Bá Nha nghe thấy rất khổ tâm, nghĩ rằng mất người bạn tri âm tri kỷ thì từ nay chẳng còn ai có thể hiểu tiếng đàn của mình nữa. Bực tức, ông đập cây đàn xuống đất và thề không bao giờ chơi đàn nữa. Theo sách, đời sống có thể thiếu âm nhạc được không? Của Mã Khả, Trung Quốc. Qua câu chuyện Du Bá Nha, Trung Tử Kỳ muốn giáo dục các em một điều là phải biết trân trọng tình bạn, có được tình bạn thật sự thì mới hiểu nhau. Ngoài ra, còn khuyên các em phải tích cực học tập và yêu thích môn âm nhạc để thưởng thức được cái hay, cái đẹp trong âm nhạc. Sau giờ học ngày hôm nay, ở nhà, các em hãy mở vở và vẽ lại các hình nốt nhạc mà chúng ta đã được học. Sau đó, mình có thể kể lại câu chuyện mà chúng ta vừa được nghe cho bố mẹ mình nghe nhé. Bài học của chúng ta đến đây đã kết thúc. Chào tạm biệt các em.